hello và chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh youtube của các việt Các kính thưa quý vị dạo gần đây thì chúng ta thấy cái nhóm luật sư của thiền em bên bộ Vũ trụ họ vẫn miệt mài ha vẫn miệt mài lên trên mạng xã hội để công kích cơ quan chức năng công kích chính quyền ở tỉnh long an đặc biệt là huyện đức hòa rồi họ liên tục làm những cái video clip cho thấy rằng họ đang rất là cay cú họ đang rất là quyết tâm trong cái phiên tòa phúc thẩm sắp diễn ra thì à, nói chung á, là những cái việc mà họ nói đi nói lại họ nhai tới nhai lui ở trên mạng xã hội đó thì nó không có mới nữa cho nên à, gần đây thì mình cũng không có phản biện gì à, bởi vì chắc có lẽ là rất là nhiều người trong chúng ta ai cũng biết cái mục tiêu cái mục đích của cái nhóm luật sư này là, là làm gì rồi à, cho nên cũng không có nói nhiều làm gì à, nhưng mà gần đây đó cả nhà thì ở bên phía thì em bên vũ trụ á, họ có làm một video clip nói rằng à, sắp tới đây họ sẽ dẫn những đứa bé ở trong Thiền Am đến khu du lịch Đại Nam để tham quan, để chơi bờ gì đó à, thì có rất là nhiều những cái luồng ý kiến trái chiều xung quanh cái câu chuyện này à, đã riêng cái bản thân của những cái fan hâm mộ bên Việt Nam thì bên Thiền Am á, thì người ta đã có những cái ý kiến trái chiều xung quanh cái câu chuyện là dẫn những đứa bé này đi đến khu du lịch Đại Nam để tham quan rồi à, trong đó thì mình thấy có một phần lớn á, thì đồng tình còn một phần còn lại á thì cho rằng là bà nguyễn phương hằng là kẻ thù à, không nên đưa những đứa bé đến để tăng doanh thu cho đại nam này kia à, rồi trong đó thì có một cái comment còn nói cái kiểu phân hai như vậy để tôn vinh thiền em lên họ nói rằng là tôi cho rằng quyết định đi chơi ở khu du lịch đại nam là một quyết định gây sốc của thiền em à, nhưng chứng tỏ người của thiền em đã có một công phu tu học thâm sâu trời ơi vẫn đi chơi không mà công phu tu học thăm sâu không có hiểu luôn không 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 biết là nghĩ cái gì luôn đúng không cả nhà tuy nhiên á chút xíu thì mình sẽ chia sẻ một số cái vấn đề à, đằng sau cái quyết định là đi đến khu du lịch đại nam để để tham quan nha à, để mình chia sẻ hết cái cái comment này cái đã à, nói rằng là tôi cho rằng quyết định đến khu du lịch đại nam là một quyết định gây sốc của thiền em nhưng chứng tỏ người thiền em đã có một công phu tu học thăm sâu các vị đã ngày càng buông bỏ thị phi đời thường từ bi hỷ xã ngay trong những lúc vui chơi sẽ là bài học sâu sắc cho những người đang chống phá thiền am chúc mọi người ở thiền am thân tâm thường an lạc à, nói những cái câu đầy đầy hỷ xã đầy từ bi ở trong cái câu chuyện của thiền am là hình như là nó không có hợp lý đâu à, nhưng mà cái người này có lẽ là fan cứng và người hâm mộ của Thiền Am lâu năm cho nên họ cứ nghĩ là Thiền Am là cái nơi à, tu hành một cái nơi rất là tốt đạo đẹp đời đúng không? À, tuy nhiên thì cái sự thật đằng sau thì có lẽ là ai cũng biết rồi cho nên chúng tôi cũng không nói nhiều nhưng mà có quan trọng á ở đây thì họ cứ tôn vinh à, tôn vinh tôn vinh cái cái hội gia đình tại Am này một cách thái quá cả nhà à, trong khi rất là nhiều những cái câu chuyện đã chúng ta đã tận mắt chứng kiến à, những cái video clip họ up lên là chúng ta thấy họ đã đã sai rất là nhiều rồi à, bên cạnh đó thì những cái kết luận từ phía cơ quan chức năng đặc biệt là công an tỉnh long an thì chúng ta cho thấy là cái hộ gia đình tại am này không đáng để chúng ta à, trân trọng như là những người bình thường chứ đừng có nói là những cái những cái kẻ mà chuyên chống phá đạo Phật như thế này đúng không à, rồi quay trở lại đây thì à, cái mục tiêu mục đích của cái nhóm này đi đến hộ gia đình đi đến thì, à, thì à, đại nam để tham quan du lịch là cái gì thì chúng ta thật sự không biết nhưng mà qua đó thì có nhiều người cho rằng á là cái việc mà cái nhóm này đi đến đại nam vui chơi á là do ý kiến của có thể là tay trong tay ngoài hoặc là do cái nhóm luật sư họ bài mưu tính kế để đưa cái nhóm thiền an này đi đến đại nam để có thể là gây rối có thể là làm những cái mục đích gì đó có thể là họ chê bai hay là họ đi đến chỗ vui chơi này rồi họ đánh giá thấp rồi này kia cái, cái nọ đó à, đúng không nói chung là đưa ra những cái cái điều rất là tiêu cực cho cái nhóm này đi đến khu du lịch đại nam để tham quan thì cá nhân của mình nhận thấy như thế này cái việc mà đại nam à, tiếp nói chung là những cái du khách đi đến đó thì đại nam đón tiếp thôi rất là chuyện đó rất là bình thường còn có việc mà ai muốn gây rối hay là đến quậy phá gì thì nó không có dễ thật sự là không có dễ đâu cả nha bởi vì đại nam nói gì nói chứ người ta tổ chức rất là bài bản và đã hoạt động trong rất là nhiều năm cho nên cái kinh nghiệm để xử lý những cái cái việc mà gây rối hay là gì thì rất là đơn giản không có gì quá to tác với lại đại nam đâu à, còn cái chuyện mà thí dụ như họ chê bai hay là họ nói xấu hay là họ đánh giá thấp về đại nam khi mà đi đến đó tận mắt chứng kiến những cái công trình của đại nam đó, thì nó cũng không có gì quá quá là là, là kêu bằng người to tác bởi vì cái cái chuyện nào mà họ nói đúng á thì khán giả hay là những cái người mà đi đến đó người ta tham quan người ta sẽ đánh giá đúng không họ đánh đánh giá đúng thì người ta sẽ trân trọng họ và người ta tôn trọng ý kiến đó còn nếu như họ nói sai họ cố tình là ghét cái nơi đó bắt đầu rồi họ đánh giá họ nói là ở đây chất lượng kém ở đây là những công trình không có đáng tham quan này kia cái nọ thì người ta sẽ xem họ nói thật hay nói giả và từ đó thì cái uy tín của họ không có chứ không phải là họ làm cứ họ nói lên là người ta đều đều tin theo người ta nghe theo đâu thì có chăng á, là họ dẫn dắt một số fan thôi một số fan cuồng fan mà nào giờ mà đi đi theo họ đó thì cũng có thể là họ tin à, chứ còn cái chuyện mà họ nói đông nói tay nói gì sao người ta nghe vậy thì cũng đâu đúng đúng không cho nên á hai cái lập luận á một thứ nhất á là họ đến đó để uh, nghe theo lời một người nào đó chỉ đạo rồi đi đến đó để quậy phá À, thì mình thấy rất là khó xảy ra à, làm sao mà mới phá được à, kiểu như là họ sẽ đi đến đó bằng một cái nhóm trẻ em này đúng không rồi rồi có một cái nhóm nữa à, một nhóm do do của họ tạo ra luôn họ đi đến đó luôn rồi họ tự chia phe ra và bắt đầu gây ồn ào náo nhiệt rồi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự à, từ đó thì người ta sẽ đánh giá thấp về khu du lịch đại nam à, không xử lý tốt với cái tình trạng mà ồn ào hay là cự cãi à, thì cái chuyện đó thì một phút 30 giây thôi. Chúng ta thấy rất là nhiều bảo vệ ở trong Đại Nam thì người ta có nghiệp vụ hết rồi. Cộng thêm nữa thì nếu mà cần thiết nữa thì cơ quan chức năng người ta tới ta tóm hết cái gì. Ở đó mà đến đó nó quậy ha. À, rồi cái cái nữa là cái chuyện mà như nãy mình nói là đánh giá thấp, đánh giá cao gì đó không biết. Quan trọng nhất là bây giờ chúng ta thấy số lượng người mà ủng hộ Đại Nam vẫn rất là đông. À, cho nên á đến đó mà lỡ quớ là những cái cái người mà mà yêu mến bên phía đại nam á, là người ta không có cho phát ngôn rồi chứ đừng có nói là họ đến đó không muốn làm gì làm ha. mà quan trọng hơn hết á thì cái chuyện mà họ đến tham quan du lịch thì cũng tốt thôi chứ nó thấy cũng bình thường đại nam thì cũng vẫn đón nhận du khách mà cho dù yêu ghét gì nhưng mình thấy mấy ngày hôm nay từ khi mà đại nam mở cửa trở lại thì cái số lượng người đến rất là đông rồi những cái người mà không thích đại nam thì cũng đó có thôi họ vẫn đến đó rồi họ vẫn tham quan thôi đó. thì có thể là họ quan tham quan rồi họ đánh giá theo một cái con mắt tiêu cực nhưng mà ít ra thì họ cũng đến đó thấy những cái công trình vĩ đại của người ta thì họ cũng phải um, nhìn nhận lại xem là nào giờ mình ghét đại nam vì cái gì và đại nam đã làm được cái gì cho cộng đồng đó. ít nhất là cũng uh, cho chúng ta thấy một cái uh, trung tâm văn hóa rất là lớn và tập hợp rất là nhiều những cái khu vui chơi như vậy thì uh, mấy ai làm được như vậy đúng không nha và cũng đánh giá là tại sao cái khu, khu du lịch đại nam được đánh giá là một cái khu, khu du lịch lớn ở trong khu vực đó thì đó là một cái điều mà người dân việt nam chúng ta cũng nên hãnh diện chứ đâu có gì đâu đúng không à, cho nên cái việc mà bên phía thiền em à, đi đến đại nam để à, vui chơi thì mình thấy hoàn toàn à, hợp lý thôi chứ không có gì hết trơn á à, nói, nói chứ mấy đứa nhỏ đó thì à, nó cũng có nhu cầu vui chơi giải trí và quan trọng hơn hết là có người tài trợ thì họ đi thôi không cái đại, đại nam thì một khu du lịch giờ đang rất là nổi tiếng mà nổi tiếng trước khi cái vụ bà hàng nổ ra nữa chứ đâu phải là mới đây đâu cho nên cái việc mà cái nhóm thiền am đi đến đại nam để vui chơi rồi lại được người ta đài thọ hết vậy thì quá tốt rồi một một công đôi ba chuyện và thêm nữa là sắp tới đây cái ngày À, 2 tháng 9 ngày lễ thì à, bên phía Đại Nam tổ chức rất là nhiều những cái hoạt động vui chơi giải trí thì à, bên Đại, bên à, Thiền Am đến đó thì cũng là một cái điều tốt. À, còn cái chuyện mà họ nói rằng là bà Hằng là kẻ thù là là người đã chửi bới, đã nhục mạ Thiền Am thì tại sao Thiền Am vẫn đến đó ủng hộ bà Hằng rồi bắt đầu họ nói một cái câu rất là thâm thâm sâu kiểu này á. Họ nói là ai chửi gì chửi à, quan trọng là à, họ kiểu như là buông bỏ hết cho nên à, họ không quan tâm. À, những cái lời chửi bới đó bởi vì à, những cái công trình lớn thì cần phải à, à, đem đến cho những đứa bé đó nó nó cái cách nhìn nhận lạc quan với đời đó nói chung là à, nói cái kiểu rất là đạo đức nha nhưng mà đằng sau đằng sau cái chuyện đó những cái câu nói đó có phải là như vậy hay không à, hay là vì một cái người à, khán giả nào đó người ta đài thọ người ta nói là giờ muốn dẫn đại nam chơi anh chị đồng ý thì ok rồi đi không, không đồng ý thì thôi À, vô tình thì à, được một cái phen à, để à, chứng tỏ rằng ta đây là một người từ bi hỷ xã đúng không à, mượn cái cớ đó để à, đi đến đại nam thôi chứ nguyên nhân sâu xa nữa họ đưa những đứa bé này đến đại nam thì chẳng khác nào là họ muốn tiếp tục dùng cái hình ảnh những đứa bé này à, để cho mọi người thấy rằng à, à, thiền am đang bị ức hiếp như thế nào bây giờ chỉ còn những đứa bé này mà không có ai à, dẫn đi hay là không có ai mà chăm sóc Đúng không cái đó là mấy một cái một cái rất là nguy hiểm mà họ đang nhắm đến cộng đồng bởi vì dạo này gần đây thì chúng ta thấy luật sư của họ la làng vậy thôi nhưng mà đâu có mấy ai quan tâm nữa đâu bởi vì rõ ràng cái quan chức năng người ta đã xử lý rồi thì đâu có ai dám hó hé chỉ có con những cái con nhan đệ tử la làng vậy thôi đó cho nên họ bắt đầu dùng những đứa bé này tiếp tục dùng những đứa bé này và à, lợi dụng cái sự nổi tiếng của bên phía đại nam à, để đánh động đến cộng đồng à, là họ đang rất cần sự giúp đỡ nào đó à, tiếp tục dùng cái bài cũ đó là đưa những đứa bé ra để cho mọi người à, có cái nhìn khác à, và kiểu như là cần mọi người lên tiếng à, để cho cái hộ gia đình tại am được à, minh oan hay gì đó ha à, đó nhưng mà thật sự cái cái vấn đề đó mới là nguy hiểm chứ còn những cái chuyện khác thì mình thấy cũng không quá quan trọng đâu ha à, nhưng mà thôi để chúng ta đến đó đi hoặc là đến khi mà đây đến thiền am đến đại nam thì coi coi có chuyện gì xảy ra hay không thì chúng ta sẽ biết ha chứ bây giờ đón già đón non thì nó cũng không hay lắm ha rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại